Đấy thì bây giờ bên em sẽ lên cái khúc này hơn 3 mét này các bác. Rộng của nó được 1m2. Cái dây cẩm hồng này em để ý là nó cực kỳ sáng nè. Khúc này còn đây một khúc, còn một khúc kia vẫn đang để bên kia bên em sẽ xẻ sau các bác. Không biết là xẻ sau hay là xẻ một đợt luôn thì các bác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Thịnh Phát Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Chúng tôi là cơ sở sản xuất gỗ lớn nhất Tây Nguyên, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm gỗ nguyên khối ra thị trường. Vâng, em Đức xin chào bác nha. Thì hôm nay bên em tiếp tục là xẻ một cái cây cẩm hồng các bác. Thì cái cây này là một cái cây dài, thì bên em có cắt thành hai khúc để tiện trong quá trình mình xẻ cái đường ray. Nó chỉ tới đây thôi các bác. Xẻ máy nhỏ mới lấy về các bác này. Đấy, còn lại máy to này không xẻ. Hôm nay test máy nhỏ luôn. Đấy thì cái đây. Đây khúc một khúc này các bác. Khúc này chắc hơn 3 mét này. Khúc này chắc hơn 7 mét này các bác. 10 mét này, cây 10 mét. Đấy thì trong quá trình mình xẻ như vậy thì một là phù hợp với đường ray, và thứ hai là mình xẻ máy nhỏ nó tiện hơn. Chứ máy to điều chỉnh nó khó. Đấy, nguyên cây cẩm hồng thì cái cây này bên em vừa có xịt sơ qua các bác. Đấy thì sau đây thì nguyên ngày hôm nay thì không biết là sẽ đến chừng nào xong thì em sẽ cập nhật video và gửi đến các bác nha. Nên các bác cùng đón xem video cũng như là nhớ bấm đăng ký để theo dõi được những video mới nhất để mở bát cũng như là xem được những tấm mặt đẹp nhất thì các bác cũng có thể lựa chọn nha. Đấy thì bây giờ bên em sẽ cẩu cái khúc này lên để xẻ tiếp nha các bác. Thì cái khúc 3 mét kia bên em là xẻ xong rồi. Là cái còn cái tấm bìa mỏng đấy thì bên em sẽ xẻ sau. Thì bây giờ là sẽ xẻ nguyên cây dài. Đấy thì bây giờ bên em sẽ lên cái khúc này hơn 3 mét này các bác. Rộng của nó được 1m2. Đấy thì ở đây có sẵn kích thước này. Nếu bác nào yêu thích những tấm này thì các bác liên hệ cho em nhá. Cái cây cẩm hồng này em để ý là nó cực kỳ sáng nè. Khúc này còn đây một khúc, còn một khúc kia vẫn đang để bên kia bên em sẽ xẻ sau các bác. Không biết là xẻ sau hay là xẻ một đợt luôn thì các bác.
Từ đấy thì hiện tại bên em đã cẩu nguyên khúc này lên, nhưng mà cắt đôi ra các bác. Đấy thì bây giờ là sẽ xẻ một đường. Đấy thì bây giờ bên em là đang căn chỉnh cũng như là lật cái khúc này nhé các bác. Khúc bên này bên em căn chỉnh rồi. Đấy thì bây giờ là chỉ việc là xẻ thôi. Xẻ giờ cũng tầm trưa mất rồi. Đấy thì không biết là xẻ bây giờ hay là chiều mới xẻ. Vâng các bác ơi, thì hiện tại thì cái quá trình này gia công nhà chòi thì bên em là gia công hết phần cột với phần kèo rồi các bác. Đấy thì bây giờ là sẽ là đục cũng nhờ đục tay những phần kèo này các bác. Đấy thì đây mới ra gố rồi, ra gố để chuẩn bị là đục. Đây là cái công đoạn để tạo họa tiết cũng như là hoa văn. Đấy, sử dụng một miếng giấy để vẽ nhé các bác. Và sau đấy thì mình sẽ đục. Đây, sẽ đục trực tiếp bằng tay thế này các bác. Đấy thì thế này mới thô thôi. Nhưng còn rất nhiều cái công đoạn phía sau. Thì trước là em có làm cái video á, về gia công nhà chòi gốm mun ấy, thì em có quay cho các bác đấy. Thì bác thợ cũng trực tiếp là đục chạm hết bằng tay. Đấy thì hiện tại thì bên em đang ra gia công nhà chòi gỗ lim nha các bác. Hoàn toàn là từ trực tiếp từ gỗ lim hết rồi các bác. Đấy. Đây các bác xem. Đấy, các bác nào cần gia công nhà chòi lục giác thì các bác cứ kết nối trực tiếp với em Đức qua số điện thoại em Đức có để ở góc trái màn hình. Đấy thì khi đấy thì em sẽ trao đổi trực tiếp với các bác cũng như là tư vấn. Tại vì tại sao trao đổi qua số điện thoại thì nhà chòi này để mà nói qua một đôi ba dòng tin nhắn thì chắc chắn thì không thể xong hết được. Nhưng mình sẽ kiểu trao đổi cũng như là trò chuyện để mình biết được trực tiếp hơn. Đấy, thì ở đây phần mái trên này các bác. Đấy, phần mái trên thì bên em cũng đang gia công luôn. Đấy, rất nhiều bộ phận luôn. Đấy, thì em sẽ cập nhật cũng như là gửi đến các bác những video về quá trình gia công nhà chòi nhé. Nếu các bác quan tâm thì các bác cứ cho em Đức một đăng ký kênh hoặc để lại bình luận bên dưới nhá. Em Đức xin phép là xin chào và hẹn gặp lại.